Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đan một kiểu khăn mới. Với kiểu khăn này thì mình dùng que đan số 3 và lana mil cotton. Để làm khăn thì đầu tiên các bạn bắt 36 mũi. Nếu các bạn muốn các bạn đan thấy muốn cái khăn của mình nó to hơn hoặc bé hơn ấy thì các bạn có thể trừ hoặc cộng thêm 4 mũi nữa. Nghĩa bây giờ mình 36 mũi này mà mình thấy cái khăn này hơi bé thì mình sẽ cộng thêm 40 nữa thành 40 mũi hoặc là 44 tùy các bạn. Nhưng mà các bạn nhớ là cộng hoặc trừ thêm 4 mũi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm. Với kiểu khăn này thì mình sẽ đan cái viền khăn ở dưới trước rồi mình đi đến cái họa tiết thực của cái khăn. Ở dưới cái viền khăn ở dưới thì chúng ta sẽ đan 2 mũi xuống, 2 mũi lên cho đến hết hàng. Chúng ta sẽ đan 2 mũi xuống, 2 mũi lên. Hết hàng này làm khoảng 16 hàng. Như thế, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Mũi đầu tiên, 1 mũi xuống. 2 mũi xuống. 2 mũi lên. 2 mũi lên rồi này. Mũi xuống này. Hai mũi xuống, một mũi lên, hai mũi lên, một mũi xuống, hai mũi xuống, một mũi lên, hai mũi lên, một mũi xuống, hai mũi xuống, một mũi lên. Một mũi xuống, hai mũi xuống này, một mũi lên, hai mũi lên, một mũi xuống, hai mũi xuống. Một mũi lên, hai mũi lên này, chúng cứ làm hai mũi xuống, hai mũi lên cho đến hết hàng. Hai mũi cuối cùng của chúng ta sẽ là hai mũi lên. Kể cả các bạn cộng hoặc trừ thêm 4 mũi thì hai mũi cuối cùng của chúng ta vẫn là hai mũi lên. Ở tất cả các hàng viền. Chúng ta làm hàng thứ hai. Cũng hai mũi xuống, hai mũi lên như thế. Ta làm viền như thế này thì cái khăn của chúng ta nhìn sẽ không bị trơ và nhìn sẽ đẹp hơn, cho nên là các bạn chỉ khó đan thêm một chút. Hàng thứ hai của chúng ta đã xong.
hai mũi cuối của hàng thứ hai vẫn là hai mũi lên. Tất cả các hàng viền đều là hai mũi lên. Vì thế nên mình mới bảo các bạn là một cái khăn to hoặc hơn hoặc nhỏ hơn ấy, thì cũng chỉ trừ hoặc cộng đi 4. Thì như vậy ấy, thì hai mũi cuối của khăn lúc nào hai mũi cuối của viền khăn lúc nào cũng là mũi lên. Làm như vậy thì sẽ dễ hơn. À, một số và bạn mà các bạn hỏi mình là làm sao để cái viền khăn đẹp, thì dù cái mũi đầu của cái khăn là mũi lên hay mũi xuống thì tất cả để cái viền khăn đẹp hơn, các bạn cầm kim này cho xuống như này rút ra, dù mũi xuống mũi lên thì cũng rút ra hết như này, thì cứ coi như cái mũi này đã là cái mũi mà cần đấy. Ví dụ như đây là mũi này sẽ là mũi lên, mũi xuống thì mình là mũi xuống rút ra này, coi như mũi này chính là mũi xuống. Còn ví dụ ở trong một cái khăn nào đấy thì cái mũi này chính là mũi lên, thì mình dù mình cho quay xuống mình lấy ra nhưng mà vẫn coi những mũi đây là mũi lên. Làm như vậy thì cái viền khăn sẽ đẹp hơn. Hàng thứ ba này chúng ta vẫn cứ hai mũi xuống hai mũi lên cho đến hết hàng. Chúng ta sẽ lặp đi lặp lại các cái hàng này cho đến khi cái viền khăn của bạn được 16 hàng. Vì để cho nhanh ấy thì cái viền này mình chỉ đan có 5 hàng thôi, nhưng mà để làm cái khăn giống y hệt trong hình thì các bạn phải làm 16 hàng. Cứ coi như bây giờ mình đã xong 16 hàng đi, thì tiếp theo chúng ta sẽ làm cái khăn. Cái khăn này thì các bạn nhìn hình ấy thì các bạn sẽ thấy có cái viền ở hai bên rìa nữa. Thì cái viền đấy các bạn làm như sau. Các bạn đan 5 mũi xuống. Hàng đầu tiên các bạn đan 5 mũi xuống này. Mũi đầu bỏ ra này, đè một mũi xuống này, 2 3 4 5. Như vậy đây là 5 cái rìa, 5 cái mũi xuống của cái rìa. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ làm một cái họa tiết của khăn. Họa tiết của khăn thì các bạn làm như sau. Các bạn đan 2 mũi xuống, 2 mũi lên cho đến gần cuối hàng, trừ lại khoảng 5 mũi, 5 mũi để chúng ta làm viền bên này nữa. 2 4 5 đây. Mình chỉ sẽ đan từ đây đến đây, từ đây đến đây mình sẽ đan 2 mũi xuống, 2 mũi lên cho đến hết hàng. Và chúng ta bắt đầu đan. Một mũi xuống này. 2 mũi xuống. 2 mũi lên này. Một mũi xuống, hai mũi xuống, một mũi lên, hai mũi lên, một mũi xuống, hai mũi xuống, một mũi lên, hai mũi lên, một mũi xuống này, hai mũi xuống, một mũi lên, hai mũi lên, một mũi xuống, hai mũi xuống, một mũi lên, hai mũi lên, một mũi xuống, hai mũi xuống này, một mũi lên, hai mũi lên, một mũi xuống, hai mũi xuống. Như vậy ở đây mình còn 2 4 5. 5 mũi này thì mình sẽ đan bằng 5 mũi xuống. Như vậy là khi mà các bạn làm thì ở cái hàng đầu tiên của cái khăn thì hai mũi cái hàng hai cái mũi cuối cùng ở gần cuối này sẽ là hai mũi xuống và chúng ta đan viền. 2 3 4 này, 5. Bây giờ lên hàng tiếp theo. Các bạn đan như sau. Hàng thứ hai. Các bạn vẫn đan 5 mũi xuống, tất cả các viền của ta sẽ bằng đan bằng 5 mũi xuống hết. Bỏ mũi đầu này để cho cái viền khăn đẹp này. 2 này, 2 mũi xuống này. 3 4 5. Từ bắt đầu chúng ta sẽ đan 2 mũi lên, 2 mũi xuống cho đến hết hàng. 2 mũi lên, 2 mũi xuống. 2 mũi lên này, 2 mũi xuống.
À, đan đến gần cuối hàng các bạn chừa 5 mũi ra để đan viền. Vậy chúng ta còn 5 mũi này, chúng ta sẽ đan bằng tất cả bộ mũi xuống. 2 3 5. Vậy chúng ta đã xong hàng thứ hai của cái khăn. Hàng thứ ba của họa tiết của cái khăn, ở dưới này chỉ là viền thôi, viền dưới thôi. Bây giờ đến hàng thứ ba, các bạn năm cái mũi đầu các bạn cũng đã mũi xuống hết, một mũi rồi này, 5. Bây giờ chúng ta sẽ đổi thành hai mũi lên, hai mũi xuống đến hết hàng. Hai mũi lên, hai mũi xuống, hai mũi lên, đến hết hàng nhưng mà vẫn chừa 5 mũi lại để làm viền khăn nhé. Họa tiết của cái khăn này là hai mũi lên hai mũi xuống đan so le nhau. Chúng ta còn đâm viền khăn này, 1, 2, 3, 4, 5. Hàng thứ tư, các bạn vẫn đan 5 mũi xuống để làm viền khăn này. Như này. Sau đó các bạn đan hai mũi xuống hai mũi lên đến hết hàng. Chúng ta đan đan 5 mũi xuống để làm viền. 2 3 này, 4 này, 5. À, vậy là được 4 hàng. Cái kiểu khăn này thì các bạn cứ lặp lại cách đan của hàng thứ nhất cho đến hàng thứ tư. Lặp lại, lặp đi lặp lại đến hết cái khăn thì các bạn sẽ được cái khăn của các bạn. Bây giờ mình sẽ lặp lại hàng thứ nhất. Vẫn 5 mũi xuống. Năm mũi xuống này. Sau đó hai mũi xuống, hai mũi lên đến gần cuối hàng chừa lại 5 mũi để đan 5 mũi xuống. Hai mũi xuống, hai mũi lên. Hai mũi xuống. Hai mũi lên. Hai mũi xuống,
Hơi nghĩ lên. Ai mới xuống. Hai mũi lên, hai mũi xuống, hai mũi lên, hai mũi xuống, hai mũi lên, hai mũi xuống, hai mũi lên. Mình nhắm mất. 2, 4, 5. Các bạn nên dùng cái đánh dấu thì có lẽ tốt hơn. Đánh dấu ấy có nghĩa là các bạn, ví dụ mình có cái sợi dây chùn đây này, mình lắp vào đây, thì cứ khi đến cái chỗ này thì mình nhắc mình là mình phải đan 5 mũi xuống. Nãy giờ mình vẫn quên 5 mũi xuống. Này các bạn có thể làm từ đầu. Các bạn cho dây chun này làm từ đầu ở bên hai phía như này, từ lúc đầu khi đan cái họa tiết chính của cái khăn này. Tiếp theo này, hàng thứ hai vẫn đan 5 mũi xuống. Làm như này các bạn không sợ nhầm, cho chun như này thì đẩy chun qua cái này thôi. Sau đó các bạn đan 2 mũi xuống, 2 mũi lên, đến gần hết hàng chừa 5 mũi đan 5 mũi xuống, 2 mũi lên. Đây là hàng thứ hai. 2 mũi xuống, 2 mũi lên, 2 mũi xuống. Xuống, hai mũi lên, hai mũi xuống, hai mũi lên, hai mũi xuống, hai mũi lên, hai mũi xuống, hai mũi lên. 2, 4, 5. Đây mình lại lấy một cái chun khác đánh dấu vào đây. Các bạn lấy cái nào bé bé, cái tròn tròn như này cũng được, miễn là cho vào đây là được rồi. Rồi các bạn đan xuống. Cái này thì không ảnh hưởng gì cả. 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ mình sẽ đan hàng thứ 3. Mình vẫn đan 1, 2. Mình đang vẫn đan 5 mũi xuống để làm viền. 2 này, 3, 4, 5. Cho cái chu này qua. Ở hàng thứ 3 này các bạn đan 2 mũi lên, 2 mũi xuống. Đây này, 2 mũi lên, 2 mũi xuống. Đến gần hết hàng chừa 5 mũi, đan 5 mũi xuống.
ở hàng thứ tư, các bạn vẫn đang nằm mũi xuống. Nhớ tất cả cái khăn thì chúng ta phải làm viền như này. 2, 3, 4, 5. Sau đó hàng thứ tư này các bạn đan 2 mũi xuống, 2 mũi lên cho đến gần hết hàng, chừa 5 mũi, đan 5 mũi xuống. À, chúng ta vẫn đan 5 mũi xuống. Như vậy là với cái khăn này thì các bạn cứ lặp đi lặp lại 4 cái hàng mà mình vừa nói, thì nó sẽ ra cái họa tiết như thế này. Giống họa tiết trong ảnh. Các bạn cứ đan tiếp tục, cứ lặp lại cái 4 hàng đấy cho đến khi độ dài với độ dài thì chắc khoảng là 1m2 hoặc là 1m3, mình nghĩ tầm đấy đẹp, hoặc tùy các bạn. Sau đó đan xong ấy, đến cái độ dài thì các bạn nhớ là đan thêm 16 hàng như cái hàng dưới này này, là 2 mũi xuống 2 mũi lên nữa. Còn đan ở trên này cứ làm bình thường, cứ lặp lại 4 hàng đấy. Và đan xong thì xong cái này ấy, dài đủ rồi thì nhớ đan thêm 16 hàng ở dưới viền nữa. Và mình đã hướng dẫn xong các bạn. Hình như với cái que số 3 và cái kim à, với cái que số 3 và cái sợi lem mêu này và bắt 36 mũi thì cái khăn nó hơi bé. Ở đây là cái khăn dài à. Cái khăn để như này ấy, là dài khoảng 18 cm. Hơi bề ngang hơi ngắn, cho nên là nếu các bạn làm thì mình khuyên các bạn bắt nhiều hơn 36 mũi như mình làm ở đây. Với cái này thì cái khăn này cái que 3 mũi mà đi với cái len mill như thế này thì sờ như này là mềm là vừa rồi, nhưng mà các bạn nên bắt nhiều hơn. Các bạn bắt khoảng 40 mũi bốn bộ các bạn bắt là khoảng 40 mũi hay 44 mũi. Chắc là 44 mũi thì sẽ đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn thành công.